thì mình chuyển hóa cảm xúc của mình, tức là mình không còn những cái cảm xúc là bực bội khó chịu nữa, và khi đó thì bắt đầu mình cảm thấy mình hạnh phúc hơn, mình vui vẻ hơn, và mình tự tìm cái hạnh phúc cho chính mình, mình tự tạo ra hạnh phúc cho chính mình, thay vì là mình phải phụ thuộc à vợ tôi phải thế này, vợ tôi phải thế kia thì tôi mới hạnh phúc. Thì không, bây giờ vợ tôi vẫn thế nhưng tôi vẫn hạnh phúc, đúng không ạ? Và nếu mà vợ tôi tốt hơn thì tôi hạnh phúc hơn, đúng không? Đấy, có nhiều người thì bảo là chồng tôi phải thế này, chồng tôi phải thế kia thì tôi mới hạnh phúc. Có nhiều người bảo tại vì chồng tôi thế này, tại vì chồng tôi thế kia cho nên tôi không hạnh phúc. Thì tất cả những cái đó đều là gì ạ? Đều là sai hết. Tất cả những cái suy nghĩ đó nó đều gọi là gì ạ? Nó đều là lỗi trong tư duy. Tất cả những thứ đó nó đều gọi là lỗi trong tư duy. Đúng không ạ? Có rất nhiều người nó bảo là bố mẹ tôi, vì bố mẹ tôi thế này cho nên tôi không hạnh phúc. Vì bố mẹ tôi ép đặt tôi thế này thế kia tôi không hạnh phúc. Không. Tất cả những thứ đó đều là lỗi tư duy hết. Mình hạnh phúc chỉ đơn giản bởi vì là mình hạnh phúc, chứ không phải là vì ai cả. Họ vẫn như vậy nhé, họ vẫn cay nghiệt, họ vẫn nói những cái lời rất là không hay. Nhưng mà sao ạ? Nhưng mình vẫn vui, mình vẫn hạnh phúc. Đấy. Không có vợ, mình vẫn hạnh phúc. Không có chồng, mình vẫn hạnh phúc. Có chồng, có vợ thì mình hạnh phúc hơn. Có chồng, có vợ mà ngon thì hạnh phúc hơn. Có chồng, có vợ mà truyền cảm hứng cho mình, là động lực của mình, thì mình hạnh phúc hơn nữa. Đúng không ạ? Có nhiều người không có con thì buồn khổ. Mình không có con mình vẫn sướng, mình vẫn hạnh phúc. Mà có con thì mình hạnh phúc hơn, được không anh em? Mình có cả nếp cả tẻ thì mình hạnh phúc hơn nữa. Mình con mình khỏe mạnh mà phát triển thì mình hạnh phúc hơn nữa, đúng không ạ? Đấy. Còn trong trường hợp xấu nhất, mình không có gì, mình không có con, không có vợ, không có chồng, không có tiền, mình vẫn hạnh phúc. Có tiền mình hạnh phúc hơn, đúng không ạ? Có rất nhiều người không có tiền thì quay ra đau khổ. Không, không có tiền vẫn phải hạnh phúc. Bởi vì hạnh phúc nó sẽ gì ạ? Nó sẽ hút về mình những cái sự hạnh phúc. Còn mình đau khổ thì hút về mình những cái sự đau khổ. Đúng không ạ? Nhà Phật nói rồi, mình phải biết gì ạ? Mình phải biết buông bỏ, mình phải biết gì ạ? Chấp nhận những gì mình đang có. Đúng không? Những gì mình đang có để làm gì ạ? Để mình hạnh phúc, để hạnh phúc để làm gì ạ? Để mình hút về những người hạnh phúc xung quanh mình. Mình hút tiền bạc về mình. Mình phải hạnh phúc thì mình mới hút được chứ. Đúng không ạ? Mình mà cau có khó chịu tiền nó ra đi luôn ấy. Đúng không anh chị em? Bao nhiêu anh chị em cảm thấy hạnh phúc ngay bây giờ? Bởi ngay bây giờ mình cảm thấy mình rất hạnh phúc rồi. Đấy. Và nếu như mà có cái đồ ăn trưa nay mà có đồ ăn ngon nữa thì mình hạnh phúc hơn. Còn không có đồ ăn thì mình ăn mì tôm mình vẫn hạnh phúc. Đúng không ạ? Anh chị em thấy mình sung sướng, mình được ngồi đây, mình nghe những cái lời này, mình đã có internet để mình vào, mình có điện thoại, mình có máy tính để mình vào, nó là hạnh phúc rồi. Thế còn có những cái điều mà mình mong muốn thì hạnh phúc hơn, còn không có, không sao cả, vẫn hạnh phúc bình thường. Được không ạ? Cho nên, để mà xây dựng những cái mối quan hệ hoàn hảo, thì hãy trở thành cái người truyền cảm hứng cho người khác. Việc đầu tiên, mình phải là người truyền cảm hứng cho người khác. Đừng nói rằng tôi chỉ có thế thôi. Tôi không biết làm việc này, tôi không biết làm việc kia. Mình nói như vậy tức là mình ngăn cản cái sự phát triển của mình. Và khi mình ngăn cản sự phát triển của mình thì người kia họ cũng sẽ gì ạ? Họ sẽ không được truyền cảm hứng từ mình. Đúng không ạ? Mình không có sự nỗ lực, mình không có sự cố gắng trong công việc. Người kia họ bảo là gì? Ở với con này, ở với thằng này chẳng thấy phát triển lên tí nào. Thế thôi đi tìm con khác, tìm thằng khác phát triển hơn. Đúng không ạ? Cho nên là việc của mình đó là mình phải cố gắng nỗ lực hàng ngày để mình trở thành cái người truyền cảm hứng cho người khác. Ok không ạ? Và sau đó thì mình tìm cái người nào đó mà gì ạ? Họ truyền cảm hứng cho mình. Một là mình xây dựng, mình build, mình tạo ra cái con người đó. Hai là mình tìm cái con người đó. Thế thôi. Có hai cách đấy thôi mà. Một là mình tạo ra. Hai là mình tìm cái người mà nó có sẵn cái điều đấy rồi. Được không ạ? Đó, nếu mà mình đủ sức mình tạo ra thì hãy tạo ra, nếu mình không đủ sức thì đi tìm, thế thôi. Ví dụ như này, chị em phụ nữ bây giờ có hai cách: một là tìm đại gia, thế là mình thành gì ạ? Thành đệ nhất phu nhân. Hai là mình gì ạ? Tạo ra thằng đại gia,